72700. Khi nhận được máy thì anh Tú cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là một cây máy iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Anh Tú ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Anh Tú là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile. Cách đây hơn một năm, tức là vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, thì anh có tin tưởng Tú Vân Mobile và đặt mua một cây máy iPhone đầu tiên, là một cây máy iPhone 8 Plus phiên bản quốc tế 256GB. Và đến hôm nay thì sau hơn một năm, anh lại quay lại và đặt mua thêm một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Và đối với cây máy này thì Tú Vân Mobile có tặng anh một viên pin mới dung lượng cao, hàng ở chính hãng Origin. Và khi mở máy thay pin thì Tú Vân Mobile có quay lại lần mở máy đầu tiên để gửi cho anh và đăng công khai ở trên kênh, chứng minh là máy của Tú Vân Mobile bán ra chuẩn chỉ là máy zin chưa đóng ốc, chứ không phải là chỉ quảng cáo bằng mồm bằng miệng mọi người nhé. Và mọi người có thể thấy là về tổng quan thì ở bên trong máy rất là sạch đẹp, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Đây là đặc điểm của một cây máy zin chưa đụng ốc và mở ra lần đầu tiên. Hiện tại mọi người mua trên thị trường thì tất nhiên là các thợ các shop cũng sẽ nói là máy zin, nhưng để mua được những cây máy zin chưa đụng ốc như Tú Vân Mobile bán cho mọi người thì rất là ít mọi người nhé. Và mọi người mua được thì cũng khá là may mắn, tại vì hầu hết các máy hiện tại ở trên thị trường các thợ các shop bán thì thuộc diện là chỉ là mên zin màn zin mọi người nhé, tức là một hoặc một số bộ phận đã bị thay thế sửa chữa, chứ mở ra thì nó sẽ không được sạch đẹp như máy của bên em mà mở ra cho mọi người xem như thế này. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết ở trên cây máy này và giải thích cho anh Tú và mọi người về những đặc điểm của một cây máy zin chưa đúc ốc mở ra lần đầu tiên ở trên cây máy này. Đầu tiên là về phần pin thì ở đây anh Tú và mọi người có thể thấy đây là một viên pin zin theo máy là thứ nhất, thì nó sẽ có những cái đặc điểm của pin zin theo máy. Và thứ hai là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên anh Tú và mọi người có thể thấy là trên bề mặt của quả pin rất là sạch đẹp rồi nhá, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Trên bề mặt của quả pin thì anh Tú và mọi người có thể thấy là rất là phẳng phiu mịn màng, không bị nhăn nheo gồ ghề. Và đây là phông chữ của ở trên pin mọi người nhé, thông phông chữ ở trên pin thì mọi người có thể thấy là phông chữ ở trên pin rất là đẹp, nó không bị lỗi mọi người nhé, không bị mờ, không bị nhòe. Đây là siêu pin zin thì nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Đây là siêu pin zin ở phía dưới mọi người nhé, rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Chút nữa thì khi lật viên pin cũ này lên thì Tú Vân Mobile sẽ cho mọi người xem phần siêu pin ở phía dưới. Nếu là siêu pin zin thì nó sẽ tách ra được thành hai lớp mọi người nhé. Và đây là camera trước của máy thì anh Tú và mọi người có thể thấy là trong vắt mọi người nhé, không có bụi, không có bạc gì cả. Đấy. Vì đây là một cây máy zin chưa đụng ốc và mở ra lần đầu tiên nên là chưa có thể bị thay cam, chưa bị rửa cam. Đấy. Đây là miếng quỳ tím ở trên thân máy thì anh Tú và mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là nó rất là đẹp rồi nhé. Thì cái điều này thì chứng minh là cái quỳ tím này không phải là quỳ tím bị bóc ra từ máy khác và dán lại, và nó có màu trắng như thế này thì chứng tỏ là cái máy này chưa bị vào nước mọi người nhé. Hiện tại thì ở trên thị trường có rất là nhiều máy, khi mà máy bị vào nước thì thợ và các shop sẽ bóc quỳ tím từ một cây máy khác và dán lại. Thì ở trong cái trường hợp đó thì cái quỳ tím nó sẽ không được đẹp như thế này mọi người nhé, mà nó sẽ hơi móp méo một chút.
và nó sẽ có keo lem nhem ở xung quanh. Ở đây thì mọi người có thể thấy là đây là nẹp của camera sau, mọi người có thể thấy là rất là sạch đẹp mọi người nha, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Đấy. Rất là sáng. Đây là nẹp ở trên main, mọi người thấy là rất là đẹp mọi người nhé, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, tức là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Đây là nẹp ở trên pin, đấy, thì mọi người thấy là rất là sạch mọi người nhé, rất là sạch đẹp ạ. Và bây giờ thì sang đến phần màn hình, ở đây anh Trung và mọi người có thể thấy là đây là miếng siêu đen lớn ở trên màn hình. Cái miếng siêu đen lớn này thì như anh Trung và mọi người thấy là thứ nhất là nó rất là sạch cả nhá, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả, và thứ hai là nó không bị rách, cái thứ ba là nó không có dấu vân tay, tức là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Nếu màn hình của một cây mà đã bị thay thế sửa chữa thì chắc chắn là ở trên cái siêu này, thứ nhất là nó sẽ có dấu vết, và thường là đa số là nó sẽ có rất là nhiều dấu vết mọi người nhé. Đấy, thì ở đây thì anh Trung và mọi người có thể thấy là hầu như là không có một chút dấu vết nào cả. Đấy, rất là sạch cả nhé. Đây là quy tím ở trên màn hình, thì anh Trung có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng, và thứ hai là nó rất là đẹp anh nhé. Đấy, thì cái điều này thì chứng tỏ là thứ nhất là máy chưa bị vào nước, và thứ hai là đây là quy tím theo máy từ đầu chứ không phải là bị bóc ra từ máy khác và dán lại. Đây là kính bảo vệ của camera trước ở trên phần màn hình, thì anh có thể thấy là xung quanh cái kính bảo vệ của camera trước thì nó có một cái vòng đệm bằng mút. Thì thứ nhất là nó có, và thứ hai là rất rất là đẹp phải nhá. Thì ở một cây máy mà nó không có cái đặc điểm như thế này, không có vòng đệm bằng mút chạy xung quanh như thế này, đấy, hoặc là một cái vòng đệm bằng mút mà nó xấu hơn, thì chứng tỏ là máy đã bị ép kính, ép cảm, và thứ hai là có thể là đã bị thay màn anh nhé. Đấy, thì ở trong những cái trường hợp đó thì màn sẽ kém chất lượng và nó sẽ không được bền như màn zin. Và đây là một cái phần rất là quan trọng ở trên màn hình, thì ở đây anh có thể thấy là đây là một cái miếng siêu đen nhỏ. Cái siêu này thì Apple làm ra để kiểm chứng xem là một cây máy đã bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình hay chưa. Thì ở đây thì anh thấy là cái siêu này vẫn còn nguyên, chưa bị rách anh nhá. Thì chứng tỏ là cây máy này chưa bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình. Tại vì nếu mà thay thế sửa chữa trên màn hình thì người ta phải bóc rách cái phần siêu đen này ra. Đấy. Chứ nó sẽ không còn được ở nguyên nguyên vẹn như này. Xin lỗi mọi người, em có cuộc điện thoại nhưng mà cái cuộc này thì chút nữa thì em sẽ điện lại mọi người nhé. Quay video mở máy thì phải quay liên tục mọi người ạ. Đấy. Chứ nếu mà cắt video, đấy, nếu mà ngắt ở đoạn nào thì nó rất là khó, tại vì có thể là có khách hàng người ta sẽ nghi ngờ là ngắt chỗ đấy để cháo máy, nên là mọi người thấy là những cái đoạn mà bên em quay video mở máy và review cho mọi người bên trong máy thì nó là những cái đoạn mà quay liên tục chứ bên em không cắt ghép mọi người nhé. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Tú xem lại số email của máy một lần nữa. Số email của máy là 727 00. Cái bước này thì để chứng minh là Tú Vân Mobile không tráo máy trong quá trình mở máy. Và đây là bên trong máy. Thì ở đây thì còn một cái chi tiết Tú Vân Mobile sẽ review cho anh. Cái chi tiết này thì cũng rất là quan trọng. Đây là cái con chip ở trên màn hình này nhá. Thì cái con chip này thì có cái mối hàn rất là đẹp, rất là mịn này, nó bóng và rất là thẳng này nhá, rất là phẳng phiu. Thì chứng tỏ là cái con chip này đi theo màn hình này từ đâu, thì chứng tỏ là cái màn hình này không phải là màn hình thay mọi người nhá. Tại vì khi mà thay màn thì người ta phải hàn kho cái con chip ở cái màn hỏng ra,
ở cái màn cũ sang sang cái màn thay, thì kho và hàn lại như thế thì cái mối hàn nó sẽ không được đẹp như thế này. Và bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy và tiến hành thay tặng anh Tú một viên pin mới dung lượng cao. Số email của máy là 72700. Khi nhận được máy thì anh Tú cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Số email của máy là 72700. Khi nhận được máy thì anh Tú cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256 GB. Anh Tú ở Thủ Thừa, Long An có đặt mua máy của Tú Vân Mobile. Và bây giờ là khâu nhỏ nút tách để làm giảm kết dính của dòng zin. Đây là một cây máy chưa đụng ốc, chưa bao giờ bị mở ra nên là nó còn dòng zin theo máy dính rất là chắc mọi người nhé. Nên là cần phải nhỏ nút tách để làm giảm cái kết dính của cái dòng zin này. Số email của máy là 72700. Khi nhận được máy thì anh Tú cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận đấy nhá. Và đây là lần mở máy đầu tiên của cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256 GB. Anh Tú ở Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Anh Tú là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile. Cách đây hơn 1 năm, tức là vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, anh có đặt mua của Tú Vân Mobile một cây iPhone đầu tiên là cây iPhone 8 Plus. Và đến nay thì sau hơn 1 năm, anh quay lại và đặt mua thêm một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256 GB. Như mọi người đang thấy ở trên màn hình thì Tú Vân Mobile đang mở máy để thay tặng anh một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Như mọi người thấy thì phải mở máy thì mới có thể thay pin được mọi người nhé. Bên em bao là máy zin chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mở lần nào. Và đồng nghĩa với đó là chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và đây là bên trong cây máy anh Tú ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tin tưởng và đặt mua máy của Tú Vân Mobile. Anh Tú và mọi người có thể nhìn tổng quan bên trong máy một lần. Bên trong máy thì như anh Tú và mọi người đang thấy thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Chuẩn chỉ là một máy mở ra lần đầu tiên. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Tú và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Bước cho xem lại số email như thế này thì để chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy. Số email của máy là 72700. Khi nhận được máy thì anh Tú cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là một cây máy iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256 GB. Anh Tú ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Anh Tú là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile. Cách đây hơn 1 năm, tức là vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, thì anh có tin tưởng Tú Vân Mobile và đặt mua một cây máy iPhone đầu tiên là một cây em máy iPhone 8 Plus phiên bản quốc tế 256 GB. Và đến hôm nay thì sau hơn 1 năm, anh lại quay lại và đặt mua thêm một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256 GB. Và đối với cây máy này thì Tú Vân Mobile có tặng anh một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Và khi mở máy thay pin thì Tú Vân Mobile có quay lại lần mở máy đầu tiên để gửi cho anh và đăng công khai ở trên kênh chứng minh là máy của Tú Vân Mobile bán ra chuẩn chỉ là máy zin chưa đụng ốc.
chứ không phải là chỉ quảng cáo bằng mồm bằng miệng mọi người nhé. Và mọi người có thể thấy là về tổng quan thì ở bên trong máy rất là sạch đẹp, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Đây là đặc điểm của một cây máy zin chưa đúc ốc và mở ra lần đầu tiên. Hiện tại mọi người mua trên thị trường thì tất nhiên là các thợ các shop cũng sẽ nói là máy zin, nhưng để mua được những cây máy zin chưa đúc ốc như Tuvân Mobile bán cho mọi người thì rất là ít mọi người nhé, và mọi người mua được thì cũng khá là may mắn, tại vì hầu hết các máy hiện tại ở trên thị trường các thợ các shop bán thì thuộc diện là chỉ là mền zin màn zin mọi người nhé, tức là một hoặc một số bộ phận đã bị thay thế sửa chữa, chứ mở ra thì nó sẽ không được sạch đẹp như máy của bên em mà mở ra cho mọi người xem như thế này. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết ở trên cây máy này và giải thích cho anh Tú và mọi người về những đặc điểm của một cây máy zin chưa đúc ốc mở ra lần đầu tiên ở trên cây máy này. Đầu tiên là về phần pin thì ở đây anh Tú và mọi người có thể thấy đây là một viên pin zin theo máy là thứ nhất, thì nó sẽ có những cái đặc điểm của pin zin theo máy, và thứ hai là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên anh Tú và mọi người có thể thấy là trên bề mặt của quả pin rất là sạch đẹp anh nhé, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Trên bề mặt của quả pin thì anh Tú và mọi người có thể thấy là rất là phẳng phiu mịn màng, không bị nhăn nheo gồ ghề. Và đây là phông chữ của ở trên pin mọi người nhé, thông phông chữ ở trên pin thì mọi người có thể thấy là phông chữ ở trên pin rất là đẹp, nó không bị lỗi mọi người nhé, không bị mờ, không bị nhòe. Đây là siêu pin zin thì nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Đây là siêu pin zin ở phía dưới mọi người nhé, rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Chút nữa thì khi lật viên pin cũ này lên thì Tú Vân Mobile sẽ cho mọi người xem phần siêu pin ở phía dưới. Nếu là siêu pin zin thì nó sẽ tách ra được thành hai lớp mọi người nhé. Và đây là camera trước của máy thì anh Tú và mọi người có thể thấy là trong vắt mọi người nhé, không có bụi, không có bạc gì cả. Đấy. Vì đây là một cây máy zin chưa đụng ốc và mở ra lần đầu tiên nên là chưa có thể bị thay cam, chưa bị rửa cam. Đấy. Đây là miếng quỳ tím ở trên thân máy thì anh Tú và mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là nó rất là đẹp anh nhé. Thì cái điều này thì chứng minh là cái quy tím này không phải là quy tím bị bóc ra từ máy khác và dán lại, và nó có màu trắng như thế này thì chứng tỏ là cái máy này chưa bị vào nước mọi người nhé. Hiện tại thì ở trên thị trường có rất là nhiều máy, khi mà máy bị vào nước thì thợ và các shop sẽ bóc quy tím từ một cây máy khác và dán lại, thì ở trong cái trường hợp đó thì cái quy tím nó sẽ không được đẹp như thế này mọi người nhé, mà nó sẽ hơi móp méo một chút. Đấy. Và nó sẽ có keo lem nham ở xung quanh. Đấy. Ở đây thì mọi người có thể thấy là đây là nẹp của camera sau, mọi người có thể thấy là rất là sạch đẹp mọi người nhé, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Đấy. Rất là sáng. Đây là nẹp ở trên main, mọi người thấy là rất là đẹp mọi người nhé, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, tức là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Đây là nẹp ở trên pin. Đấy, thì mọi người thấy là rất là sạch mọi người nhé, rất là sạch đẹp ạ. Và bây giờ thì sang đến phần màn hình, ở đây anh Trung và mọi người có thể thấy là đây là miếng siêu đen lớn ở trên màn hình. Cái miếng siêu đen lớn này thì như anh Trung và mọi người thấy là thứ nhất là nó rất là sạch cả nhá, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả, và thứ hai là nó không bị rách, cái thứ ba là nó không có dấu vân tay, tức là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Nếu màn hình của một cây mà đã bị thay thế sửa chữa thì chắc chắn là ở trên cái siêu này thứ nhất là nó sẽ có dấu vết, và thường là đa số là nó sẽ có rất là nhiều dấu vết mọi người nhé. Thì ở đây thì anh Trung và mọi người có thể thấy là
hầu như là không có một chút dấu vết nào cả. Đấy, rất là sạch cả nhá. Đây là quy tím ở trên màn hình, thì anh Trung có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là nó rất là đẹp anh nhá. Thì cái điều này thì chứng tỏ là thứ nhất là máy chưa bị vào nước, và thứ hai là đây là quy tím theo máy từ đầu chứ không phải là bị bóc ra từ máy khác và dán lại. Đây là kính bảo vệ của camera trước ở trên phần màn hình, thì anh có thể thấy là xung quanh cái kính bảo vệ của camera trước thì nó có một cái vòng đệm bằng mút. Đấy, thì thứ nhất là nó có và thứ hai là rất rất là đẹp phải nhá. Thì ở một cây máy mà nó không có cái đặc điểm như thế này, không có vòng đệm bằng mút chạy xung quanh như thế này, đấy, hoặc là một cái vòng đệm bằng mút mà nó xấu hơn, thì chứng tỏ là máy đã bị ép kính, ép cảm, và thứ hai là có thể là đã bị thay màn anh nhá. Đấy, thì ở trong những cái trường hợp đó thì màn sẽ kém chất lượng và nó sẽ không được bền như màn zin. Và đây là một cái phần rất là quan trọng ở trên màn hình, thì ở đây anh có thể thấy là đây là một cái miếng siêu đen nhỏ. Cái siêu này thì Apple làm ra để kiểm chứng xem là một cây máy đã bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình hay chưa. Thì ở đây thì anh thấy là cái siêu này vẫn còn nguyên, chưa bị rách anh nhá. Thì chứng tỏ là cây máy này chưa bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình. Tại vì nếu mà thay thế sửa chữa trên màn hình thì người ta phải bóc rách cái phần siêu đen này ra. Đấy. Chứ nó sẽ không còn được ở nguyên nguyên vẹn như này. Xin lỗi mọi người, em có cuộc điện thoại nhưng mà cái cuộc này thì chút nữa thì em sẽ điện lại mọi người nhé. Quay video mở máy thì phải quay liên tục mọi người ạ. Đấy. Chứ nếu mà cắt video, đấy, nếu mà ngắt ở đoạn nào thì nó rất là khó, tại vì có thể là có khách hàng người ta sẽ nghi ngờ là ngắt chỗ đấy để cháo máy, nên là mọi người thấy là những cái đoạn mà bên em quay video mở máy và review cho mọi người bên trong máy ấy, thì nó là những cái đoạn mà quay liên tục chứ bên em không cắt ghép mọi người nhé. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Tú xem lại số email của máy một lần nữa. Số email của máy là 727 00. Cái bước này thì để chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy. Và đây là bên trong máy. Thì ở đây thì còn một cái chi tiết Tú Vân Mobile sẽ review cho anh. Cái chi tiết này thì cũng rất là quan trọng. Đây là cái con chip ở trên màn hình này nhá. Thì cái con chip này thì có cái mối hàn rất là đẹp, rất là mịn này. Đấy, nó bóng và rất là thẳng này nhá, rất là phẳng phiu. Thì chứng tỏ là cái con chip này đi theo màn hình này từ đâu. Thì chứng tỏ là cái màn hình này không phải là màn hình thay mọi người nhá. Đấy, tại vì khi mà thay màn thì người ta phải hàn kho cái con chip ở cái màn hỏng ra, ở cái màn cũ sang sang cái màn thay, thì kho và hàn lại như thế thì cái mối hàn nó sẽ không được đẹp như thế này. Và bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy và tiến hành thay tặng anh Tú một viên pin mới dung lượng cao. Số email của máy là 727 00. Khi nhận được máy thì anh Tú cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Số email của máy là 727 00. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy. Có hai miếng giấy sẽ được Tú Vân Mobile dán lên phần camera để tránh việc bị bụi vào camera trong quá trình thay pin.
và hai miếng giấy sẽ được Tú Vân Mobile bạn dán lên phần thân máy để tránh bị trầy xước vỏ máy trong quá trình thay pin. Đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là như mọi người thấy pin là nó là pin zin theo máy, và cái thứ hai là vỏ zin theo máy và chưa từng bị bóc cái viên pin này ra nên là nó vẫn còn cái siêu pin zin theo máy mọi người nhé. Mọi người sẽ thấy là nó dính rất là chắc. Và ở đây thì mọi người thấy là bẩy lên thì nó cũng tương đối là dễ hơn, tại vì mình làm vừa mới nhỏ nước tách mọi người nhé, để làm giảm kết dính của cái làm giảm kết dính của cái siêu pin zin. Bây giờ thì em sẽ lật cái viên pin này lên. Thì ở đây anh Tú và mọi người thấy là đây là siêu pin zin theo máy thì nó sẽ có cái đặc điểm như thế này. Ở đây anh thấy là một cái lớp mà nó dính ở phía dưới phần thân máy anh nhá. Một lớp siêu pin dính ở phía dưới phần thân máy và một lớp siêu pin dính phía trên phần pin. Thì cái điều này thì chứng minh là đây là siêu pin zin anh nhá. Tại vì chỉ có siêu pin zin thì nó mới tách ra được thành hai lớp như thế này. Còn nếu mà siêu pin đã thay thì nó sẽ không tách ra được thành hai lớp như thế này, mà nó chỉ là một lớp thôi, hoặc là nó dính ở phía dưới phần thân máy, hoặc là nó dính lên trên phần pin, chứ nó không phải tách ra để dính ở cả hai bên như thế này. Thật ra thì nó có ba lớp mọi người ạ. Nó có một cái lớp lớp ở giữa này này mọi người ạ. Một cái lớp màng rất là mỏng, màng này thì nó không dính mọi người nhá, nó đóng vai trò là cái lớp trung gian đấy. Đấy. Đấy thì đó là cái đặc điểm của siêu pin zin mọi người nhé. Và đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là những cái nẹp này đấy, mọi người có thể thấy là những cái nẹp này chưa từng bị ai tách cái nẹp này ra khỏi máy mọi người nhé, và đây là lần đầu tiên nên là nó sẽ có một cái lực dính. Như mọi người thấy thì Tú Vân Mobile đã tháo hết ốc ở trên những cái nẹp này. Bây giờ thì bên em sẽ dốc dốc xem nó có rơi ra không mọi người nhé. Đấy. Mặc dù là rất là cố gắng dốc nhưng mà nó không rơi ra. Bây giờ thì bên em sẽ dùng cái kẹp này để gấp nó lên mọi người nhé. Nói chung là nó sẽ có một cái lực dính mặc dù là nó không phải là dính nhiều. Và bây giờ thì bên em sẽ cố gắng bên em dính lại mọi người nhé. Đấy. Dính lại. Đấy. Và bây giờ thì mình làm sẽ dốc ra. Đấy. Dốc thì nó sẽ rơi luôn mọi người nhé. Đấy, cả hai cái nẹp này. Đấy, nó sẽ rơi ra luôn. À, tức là mở ra ở lần thứ hai thì nó sẽ không có cái đặc điểm là dính như thế nữa mọi người nhé. Ở đây thì mọi người có thể thấy là ở một cây máy mở ra lần đầu tiên thì chân rắc có nách ở trên máy thì nó rất là đẹp. Và đây mọi người nhé, chân rắc có nách thì nó rất là đẹp. Đấy, và thứ hai là ở xung quanh cái chân rắc có nách này
nó có một cái lớp nệm bằng bằng mút chạy xung quanh. Thì những cái lớp nệm này thì thứ nhất là nó rất là đẹp, và thứ hai là nó cũng bò rất là khít. Đấy. Thì cái điều này thì chứng minh là máy này thứ nhất là mên nó chưa bị sửa, và cái thứ hai là những cái chân rắc connect này chưa bị đóng ra, mở ra và đóng lại nhiều lần. Thì những cái nệm bằng mút như thế này nó mới còn nó mới chạy xung quanh, nó mới còn được đẹp như thế này mọi người nhá. Nếu mà không thì những cái nệm ở xung quanh chân rắc connect này nó sẽ rách mọi người nhá. Đấy, rách, hoặc là nó cũng sẽ không bò khít vào như này nữa. Số email của máy là 72700. Bây giờ thì bên em sẽ tắt máy. Và tháo cái viên pin zin này ra. Dòng 11 Pro Max thì là một cái dòng pin rất là trâu, nên là mọi người thấy là cái cục pin của nó rất là to mọi người nhé. Pin thay nó lại còn trâu hơn nữa mọi người nhé. Và đây là pin zin theo máy, thì cái viên pin này đã hết cái giá trị sử dụng nhưng nó vẫn còn chứa cái cổ cáp của pin zin. Nên là Tú Vân Mobile sẽ gửi về cho anh Tú, nó sẽ có tác dụng khi mà anh muốn bán máy thì anh cầm theo cái pin zin này đi thì sẽ bán được giá cao hơn này nhá. Đấy. Thường thì mọi người mua máy thì ít khi họ gửi lại cho cái pin zin này lắm. Tại vì như ở Tú Vân Mobile là Tú Vân Mobile nhập máy nguyên con, nhập chưa động con ốc nào, nên là lúc nào cũng có pin theo máy này. Thông số của pin theo máy là 3969. Đây là thông số của pin theo máy mới mọi người nhá. Còn theo máy cũ thì như cây máy này chỉ đạt được tầm độ khoảng 3000 thôi mọi người nhá. Và đây là viên pin của iPhone 11 Pro Max, hàng chính hãng Origin, dung lượng cao. Tú Vân Mobile dùng để thay tặng cho anh Tú ở trên cây máy này. Tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Thông số của pin thì là 4580 mAh. Đấy. Cái thông số này thì cao hơn thông số pin theo máy khá là nhiều. Ở đây thì mọi người có thể xem những cái dòng chữ siêu nén này, tối ưu sạc nhanh và bền bỉ. Dòng pin này thì được bảo hiểm 1 tỷ đồng trong những cái trường hợp mà bị cháy nổ mọi người nhé. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành lắp viên pin này vào trong máy cho anh Tú. Số email của máy là 72700. Và đây là bên trong máy sau khi Tú Vân Mobile đã thay tặng cho anh Tú một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng Origin, tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành đóng lại áp suất, dán cương lực và gửi cây máy này về cho anh Tú. Chân thành cảm ơn anh Tú ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tin tưởng Tú Vân Mobile và đặt mua cây máy này. Anh Tú thì là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile cách đây hơn 1 năm, tức là vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, anh có đặt mua cây máy đầu tiên của Tú Vân Mobile là một cây iPhone 8 Plus phiên bản quốc tế 256GB. Và đến hiện tại thì sau hơn 1 năm, anh quay lại và đặt mua thêm một cây iPhone
11 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Chân thành cảm ơn anh đã rất là tin tưởng Tú Vân Mobile, và chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.